Cái gì vậy? Rảnh không? Hay sao không hay? Tới đây chơi mình tôi đồ nha. Chút nữa về phòng á mình trả lại cho. Bây giờ sao tự nhiên nào cũng có mình thấy yêu anh Quân ghê. Anh Quân có yêu em không? Anh cũng yêu em nữa. Thấy chưa? Nhưng mà em có thằng Minh rồi. Em xài nó đỡ đi. Cũng đẹp đôi quá ha. Anh có vợ rồi nữa kìa. Trang ngày nào cũng bỏ bên anh, còn em lâu lâu mới mượn một lần. Ích kỷ làm gì không biết nữa. Cho mình xài ký nha Trang. Mất công nghĩa lên rồi kìa. Thôi không sao đâu. Đi anh. Ê, đi với. Tại sao trên đời lại có kiểu con gái như vậy chứ? Thiệt là quá đáng, nham nhở, không biết xấu hổ gì hết. Sao tự nhiên em bỏ về vậy? Làm anh tìm em nãy giờ đó. Cũng may á, là Ngọc nói em ở trong phòng, chứ không thôi anh còn tìm em ngoài đó đó. Tại sao lúc nào anh cũng nhắc tới tên cô ta hết trơn vậy? Lúc nào cũng Ngọc, 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 Ngọc. Anh thích cô ta phải không? Nếu mà anh thích á, thì anh qua bển anh ở luôn đi. Đừng có về đây nữa. Em, sao tự nhiên em lại giận anh? Anh đâu có làm gì đâu. Đúng rồi, anh không có làm gì hết á. Nhưng mà anh đồng tình. Em không hiểu nổi. Nếu mà vui quá thì nhất thiết phải ôm như vậy hả? Rõ ràng là anh cố ý mà. Đã vậy anh còn cười nữa. Anh thích như vậy lắm đúng không? Tầm bậy. Anh đâu có thích cái gì đâu. Người ta cười với anh, chẳng lẽ anh lại nhăn với người ta? Với lại tính của Ngọc cũng thoải mái nữa, anh mới cư xử như vậy. Thiệt tình luôn á, em cũng không thể hiểu nổi Quốc Minh nữa. Rõ ràng Quốc Minh là bạn trai của Khánh Ngọc, mà thấy Khánh Ngọc như vậy á, Quốc Minh cũng tỉnh bơ nữa. Không biết tức hay sao chứ. Trời ơi, tụi nó chỉ cặp bồ chơi với nhau thôi, có yêu đương gì đâu mà tức. Cặp bồ chơi? Ừ. Cặp bồ chơi mà ở chung khách sạn, ở chung phòng. Ừ. Trời, cái thế giới này chắc loạn rồi quá. Em phải tập phớt lờ mọi chuyện đi. Như vậy thì em sẽ thấy không có gì quan trọng hết. Em nói thiệt nha, anh thấy không quan trọng, nhưng mà em thấy quan trọng đó. Với lại á, em có cảm giác là không có phù hợp với bạn của anh đâu. Mai mốt á, mấy cuộc đi chơi như vậy á, em không có đi đâu. Em